À, đây đây. Đây. Là xin đây này. Là xin xong này. Đây này. À, rồi, ok, ngồi xuống, ngồi yên. Hôm nay chúng ta ăn khoai trừ bữa. Ngồi yên, ngồi yên. Không. Nào. Khoai này. Lên. Để chuẩn bị tinh thần. Rồi, thế nào? Để yên đấy nhá. Yên đấy, chờ anh lấy đồ. Nào. Hai đứa đây đây. Đâu một đứa ngồi bên kia. Xi ngồi xong này. Nào. Rồi. Ok, ngồi xuống. Yumi ra đây. Nào. Không được, việc để mình có khoan. Nào, ngồi yên. Xì đây, lên ghế ngồi. Xì lên đây. Yumi ngồi xuống. Nào để yên ra làm phần này. Yên đấy nhá, không sờ vào đấy nhá. Chờ đấy. Rồi, không. Ra đây hôm nay ăn ở đây chứ không ăn đây. Đúng rồi, xì rô lên. Lên xin lên. Đấy. Nào. Siro lên. Rồi. Siro. Messi, Yumi, Zero, Pusho, Mai, nữa từ phía cả. Messi, Pusho, Hám. Yumi. Bây giờ đến củ khoai của Nguyên. Nào. Cái này của anh.
chả làm lưng to quá nó khó. Nào. Cú này là phần của anh. Khoai luộc ngon. Tại sao tôi lại thích khoai luộc? Người ăn còn ngon. Mà món này là món chúng ta nên cho nó ăn vặt bằng cái món khoai lang, tốt cho tiêu hóa. Phần của Yumi ăn đến mồm đi còn để rơi thế. Mi gần hết chini rồi. Rồi đến củ khoai của anh rồi. Trời ơi, quý cho anh ăn miếng. Quá không ăn ham rồi, ăn miếng to là nghẹt mất. Bé rồi cũng nghẹn.
miếng này to quá. Con này xíu ăn được không? Sợ nó to quá không ăn được. Đừng nuốt vội, nuốt vội nghẹn đấy. Mi ra đây. Mi. Sắp hết rồi. Sắp hết rồi. Quay giờ nó to quá này, cho nên là anh phải cắt ra này để tính chơi bài cho nó nhanh chín, nhưng mà hơi bị sai lầm bởi như thế là làm cho nó hơi bị nát. Để nguyên cả củ luộc thì đến lúc để củ khoai ra nó không bị nát. Mi ra đây. Để cho chị Mi miếng. Hai đứa chờ tí. Chị Mi nãy giờ chờ được thế nào? Rồi. Đây. Chúng ta phải tiếp tục. Wow, cũng toàn những bé này. Chia là hơi căng. Trời, xin lỗi ăn bài quá. Xin lỗi nhặt hết đi, rơi này. Rơi này, nhặt hết đi. Thế thì giờ lại đổi lại cái tấm vé cho nhà sĩ đến toàn cho xin lỗi vé. Hết rồi. Giờ bây giờ là ăn không. Còn là hai củ nữa. Nào, giải quyết lốt nào. Có ăn không? Con siro cũng to quá. Con siro nhai phát không hết được. Yumi. Này, con si. Lên. Siro, lên. Siro chạy đâu, siro bị hấp à. Miếng bé tí lên này. Si, lên đây nhanh, không ăn hết, lên. Lên ghế, lên ghế. Siro. Messi lên. Messi. Lên, ngồi lên hẳn hoi. Đây là củ cuối cùng rồi đấy. Hết củ này là hết này nè.
hết rồi. Mi ăn ra Mi Mi Yumi bạn hết quần anh rồi này, anh phải lấy cái giấy lau đi cái đã. Quần này của anh là còn phải mặc mấy ngày nữa mới đến ngày giặt cơ, đang mưa. Hôm nay cho hai mẹ con Melcy với Siro ăn bữa cơm đậu khoai, ăn bữa khoai trừ cơm, khoai chấm chibi đặc sản. Khoai luộc chấm chibi giúp chủ tiết kiệm được một ít tiền trong giai đoạn con vịt hoành hành. Đây, cái đồ nhặt hết đi này. Đúng rồi. Hết rồi. Quần này. Và lau cái mặt cho Messi. Messi lên đây rồi. Lau cái mặt cho Siro. Ok, giờ xin đây này. Xin chào tất cả mọi người. Cái khoai luộc này thì nó cũng rất là sẵn và nó tốt cho cái tiêu hóa của con chó khoai lang. Nếu mà mọi người mà có rảnh rỗi thì luộc người ăn với để cho ăn theo vui. Nó giúp như ở cái khoai lang ở người, nó gọi là cái giúp nhuận tràng, tức là giúp cho cái tiêu hóa ở cái phần ruột già nó tốt hơn, thì ở chó nó vậy. Nào Chiro lên. Nói chung là ăn cái này thì tốt thôi, ngon. Hai mẹ con xơi hết mấy cân khoai luộc, chủ ăn được mấy miếng.
Ok, chào mọi người nhé.